thì cách đây là từ cái hôm sau sinh nhật tới giờ đó là Nga không có gặp được chị Kim Ngân, thì là vừa rồi đây á, cách đây 3 ngày Nga gặp được chị Kim Ngân, là gặp cũng nhờ khán giả thôi, khán giả mới nhắn Nga nói là Thúy Nga ơi, Kim Ngân á giờ chị thấy đang ngủ ngoài bãi cỏ ở ngoài ngoài bonsai đó, em chạy ra em lo cho Kim Ngân đi. Mình hết hồn, mình nói trời từ bữa giờ đâu có ngủ bãi cỏ, tự nhiên giờ lâu quá không gặp mình, giờ chạy ra bãi cỏ ngủ lại, rất là sợ mọi người. Giờ đây hay đi đêm nha, đi đêm không chịu về, đi về rất là khuya, có hôm 1-2 giờ sáng về, có hôm 10 giờ về. Mà có những hôm mình thấy gì mình chạy ra mình đón là không chịu về, nó hơn nó hay để con tự lo hàng chứ có khô đừng đi theo con. Mình không hiểu câu gì, thì là lúc mình gặp Kim Ngân là Kim Ngân vừa bật dậy luôn. Kim Ngân thấy Thúy Nga mà quý vị biết không, lâu lắm rồi Thúy Nga không được gặp Kim Ngân luôn. Mà cái mặt Kim Ngân vui mà mừng mà cười, mà giống như cái clip mà Nga đợt Nga đi xa về mà Nga đón chị Kim Ngân mà chỉ cười, mà cái mặt chỉ là đó, chỉ vui như vậy đó. Nói Mai, xong cái Nga mới nói trời Kim Ngân ơi, bữa giờ Mai không gặp được Kim Ngân, Mai nhớ Kim Ngân quá mà ngủ không được luôn. Ồ, ngồi ăn thì Nga mới lấy ra 200 đô Nga cho chị, Nga nói là bây giờ để chở Kim Ngân đi, giúp Kim Ngân giờ nó khó quá, thấy là không có ổn rồi. Thôi mà Hai chỉ có gặp Kim Ngân cho Kim Ngân ăn thôi, chứ chở đi chơi là không được. Với lại cái thứ hai nữa là má Hai cũng không thể nào mà gần gũi được Kim Ngân nữa, tại Kim Ngân cứ tránh má Hai chỗ này đó. Thì Kim Ngân mới nói một câu gì nè, thôi con thấy phiền má Hai quá à, má Hai cho con thời gian đi rồi con dọn đi nơi khác, chứ con thấy dạo này có nhiều cái phiền cho má Hai quá. Là quý vị biết không, cảm xúc nó Nga cực kỳ xúc động luôn. Không phải Kim Ngân không biết gì đâu, Kim Ngân biết hết, mọi người đang áp đảo Nga ra sao, như thế nào, chị Kim Ngân chỉ hiểu hết luôn mọi người, chỉ cảm nhận được hết. Và bắt đầu á, bây giờ Nga mới hiểu là tại sao chị né tránh. Chị né tránh là chị ngại cái phiền phức cho Thúy Nga, chị ngại mức độ mà mình đưa tiền mà chị không dám nhận luôn á. Thúy Nga mới nói thôi, nếu mà Kim Ngân ngại phiền á thì Kim Ngân cứ nhận tiền đi, má Hai cho, khi nào hết thì xài. Đó là trong cái hôm đó Nga cho Kim Ngân tiền thì là Kim Ngân vui vẻ đi về phòng ngủ, mua rượu đồ mời chị Quyền đồ yến đồ uống sùm hết trơn. Thì là qua ngày hôm sau là Kim Ngân đi đâu đó 2 đêm luôn, và Nga không gặp chị Yến, nó nói là má Ngân không về nha cô Nga. Thì mình chỉ biết vậy thôi. Thì đùng cái là hôm qua Nga coi cái video của anh Kim Tiểu Long á, thì Nga mới thấy là Kim Ngân không còn đeo trang sức, là khán giả cũng báo thôi, nhưng Nga không biết là hai cái sợi dây chuyền trên này cũng mất, và cái khăn hoàng cổ là chị không có đeo nữa. Thì ở đây mình không phải đặt giả thuyết là ai lấy hết đó. Mà Nga chỉ lo là một cái điều là biết sao không, chị Kim Ngân bây giờ bắt đầu chị trở lại cái cuộc sống, bắt đầu nó lại trở lại hoang dã rồi mọi người. Tại vì Nga không có bình thường, ví dụ mỗi ngày thì Nga sẽ chăm lo chị Kim Ngân, đưa chị Kim Ngân đi đây đi đó, nhưng mà bây giờ Nga không được đưa nữa thì là chị tự lo. Thì là ba hồi chị ngủ chỗ này, ba hồi chị ngủ chỗ kia, chị lăn lóc ngoài đường, thì Nga đang sợ là không biết là Kim Ngân ngủ say quá rồi ai đó đã lấy cái trang sức của Kim Ngân, hay là lấy luôn. Mà Kim Ngân là không ai đụng đến người chị được đâu nha, không ai đụng được người Kim Ngân đâu, kể cả cái dây chuyền mà thánh giá mà ngày xưa mà chị đeo từ ngày xưa đến giờ, là không bao giờ mà chị lột ra cái đó, lột cái dạng mà vật bất ly thân mà tới bây giờ cũng mất luôn, Nga không hiểu luôn. Thì mình đang nói là đó, thật sự đó mọi người biết rồi đó, từ cái ngày Nga không tiếp xúc được chị Kim Ngân đó, chị lại trở lại cái cảnh là đi lang thang trở lại. Ví dụ ngày xưa có mình đó thì mình đưa đi chơi đây đó, nhưng bây giờ mình không đưa đi được nữa vì nhiều lý do, lát nữa Nga sẽ chia sẻ tiếp là tại sao Nga không được đưa chị Kim Ngân đi nữa, là rất là tội luôn. Thật sự Nga nhìn chị Kim Ngân giờ rất là thương, mọi hôm trắng trẻo lắm, hôm nay lại đen đúa lại rồi hả, đi có nhiều hôm á, Tuấn Yến nó đi về đêm mà cỏ quá trời cỏ, người cỏ đầy người mà không biết cỏ ở đâu luôn. Bữa đó Nga gặp Nga hỏi Kim Ngân, Nga nói là ủa bây giờ Kim Ngân đi đâu vậy, xong Kim Ngân mới nói là Đức Giáo Hoàng đưa đi dịp loạn, bây giờ cái gì loạn quá rồi. Thì Nga chỉ nghe vậy mà mình không hiểu được cái câu nói của chị. Rồi Nga nói là thôi bây giờ má Hai không có gần được Kim Ngân á, thì thỉnh thoảng má Hai á sẽ bỏ tiền trong phòng cho Kim Ngân, Kim Ngân hết thì cứ lấy xài. Mà không hiểu sao mà trong 2 ngày thôi mà mình mới đưa 200 mà gặp Kim Tiểu Long, mà chị Kim Ngân là cái người rất là không bao giờ thích xin tiền ai, mà tự nhiên chỉ gặp Kim Tiểu Long thì lại xin cho con mấy đồng để mua này kia. Thì mình rất là ngạc nhiên, tại chị Kim Ngân là chị rất là giống như là chị thái tính với chị ý tứ mấy cái chuyện tiền bạc lắm, không phải ai đưa cũng cho mà không bao giờ tự tiện xin ai hết á. Có nhiều lúc có nhiều người cho cả trăm luôn chị cũng không lấy tiền, mà có nhiều người họ cho có 1-2 đồng chị cũng lấy nữa. Nói chung
chung là chị rất là tùy duyên thôi ạ. Đối với Kim Ngân là tất cả mọi thứ nó tùy duyên quý vị. Ngay kể cả Nga giúp Kim Ngân gì, Nga không bao giờ mà Nga áp đặt được chị Kim Ngân cái gì hết trơn. Chị trôn Nga không à, chứ Nga không bao giờ Nga làm được cái gì chị hết trơn. Chị muốn cái gì là mình chiều như chiều văn vậy luôn á. Phải rất là cưng chiều chị Kim Ngân thì mình mới giữ chị cho được ngày hôm nay.